Chưa, em ủng hộ anh hết mình luôn nha Anh phải cố lên <laughs> Anh đã cố lắm đây nè Của em ngu ngốc Mày kể đi Tao đâu phải là thằng điên Mà bỏ ra 100 triệu cho mày Đúng là cái đồ làm mày vừa ngu vừa thăm Còn dấu hòa nữa để tôi, tôi coi cô đang hẹn hò với thằng nào. <laughs> Ý tưởng hôm trước của Dung Hòa đã giúp tôi kiếm được một hợp đồng lớn với bệnh viện đó. Ừ. <laughs> thiệt hả? Anh này thiệt là tin vui vậy mà cuối buổi mới nói là sao? Như vậy là bữa ăn ngày hôm nay anh trả công cho tôi phải không? <laughs> Đúng ra là công ty tôi phải trả phần trăm hợp đồng Vì ý tưởng của Dung Hòa mới thôi, được Thôi thôi thôi, tôi nói chơi thôi mà Anh đừng có suy nghĩ gì hết Giúp được bạn bè để tôi vui rồi <cười> <cười> Nói thiệt chứ tôi cũng biết là Dung Hòa không thể nào chịu nhận đâu Cho nên phải tìm cách nào đó để mời Dung Hòa trả công nữa <laughs> <laughs> Anh này thiệt là sòng phẳng à coi như á tôi đã nhận thù lao của anh rồi anh đừng có ấy náy nữa nha <laughs> dung hòa nói sòng phẳng nghe ghê vậy Thật ra tôi nghĩ đây là công bằng thôi một khi công ty tôi đã sử dụng ý tưởng của dung hòa thu về thắng lợi lớn thì tôi phải cảm ơn dung hòa sau coi cho được <cười> <cười> um, hello uh, anh sợ với anh ờ à. sao anh ở đây để anh ngồi rồi mình mới nói nghe <laughs> dung ừ, hoà nè Anh đi tìm em Anh gọi điện thoại cho em hoài Mà em không có bắt máy Cho nên là anh phải chạy đi tìm em đó ừ, Nhưng mà sao anh biết tôi ở đây Em nói cái gì vậy Em không biết là trái tim của anh Mách bảo cho anh biết là em đang ở đâu sao Em biết là lúc nào Anh cũng nghĩ tới em mà Chính thần giàu cách cảm Đã chỉ đường cho anh tới đây đó Trời ơi Hôm nay anh nói chuyện gì lạ quá vậy Nhưng mà xin lỗi anh Hôm nay tôi đang bận việc, không nói chuyện với anh kiểu mà yêu màu tím, thích lãng mạn với anh được đâu. Dung Hòa, cách đây không lâu, em vẫn thích anh nói chuyện cái kiểu này mà. Vậy mà bây giờ, em lại chê bai. Lúc nào em cũng né tránh anh hết. Lúc bữa thì em nói em bận, lúc bữa thì em nói là em mệt. Nhưng mà anh biết, không phải là sự thật đâu. Em mới hình như là em đang hẹn hò với một người đàn ông nào khác. Anh sợ danh à? Thật sự tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì. Nhưng mà anh làm tôi ngạc nhiên lắm đó. Chuyện của chúng ta không có gì hết. Để mà anh phải trách móc tôi như vậy. Và cuộc sống của tôi bây giờ cũng không có gì phải né tránh hay là che giấu sự thật với anh. Tại sao em lại làm như vậy? Em làm như giữa anh và em không có chuyện gì hết vậy đó. Hả? Ông là ai vậy? Tại sao trước mặt cái người đàn ông này em lại biến anh trở thành một thằng ngốc vậy? Hả? Anh còn nghe người ta nói nha là em đang cặp kè với một dì kiều là anh này phải không trời ơi anh sở danh ơi anh hiểu lầm thật rồi chúng tôi đang bàn bạc công chuyện với nhau ủa thật ra em thì ra anh đây là sở danh à dạ ờ à rất à, vui được gặp anh tôi nghe dung hòa kể về anh nhiều rồi Cô nói với tôi á là cô biết anh đặt rất nhiều tình cảm vào cổ ờ à. dung hòa Cô nói với ông về tôi hả? vậy là chắc ông cũng biết cổ là người yêu của tôi đúng không Đó. Hả? Đó. nhiều lần tôi cũng muốn gặp anh để uh, nói hộ cổ những điều mà cổ khó nói thẳng với anh có chuyện gì vậy dung hòa nói với tôi á uh, cổ rất tội nghiệp cho tình cảm của anh sự đeo đuổi của anh sau một thời gian quen nhau chúng tôi đã trở thành người yêu của Hả? nhau cổ không hề giấu giếm tôi bất cứ một chuyện gì hết dung hòa nói là còn muốn cho anh hiểu một chuyện Để anh đi tìm đối tượng khác phù hợp hơn Nhưng mà cổ không biết phải mở lời với anh như thế nào Hả? Hả? Ờ Cái... Ờ Cái... Cái gì? Ông Ông là người yêu của cổ hả? Anh đã tìm đến tận đây gặp chúng tôi Thì chắc anh cũng hiểu rõ mọi chuyện rồi Thôi dung qua Nhưng tiện đây chắc anh sẽ nói giùm em Là đàn ông với nhau Tôi rất thông cảm cho nỗi đau của anh Nhưng tôi tin Anh sẽ vượt qua được <laughs> Thôi, anh Danh đừng buồn nữa. Tôi hứa với anh, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho Dung Hòa. Nếu anh thật sự yêu Dung Hòa, chắc anh cũng phải vui khi thấy Dung Hòa hạnh phúc có phải không? Đời này sẽ còn nhiều cô gái tốt dành cho anh, dành cho trái tim chân thành như anh vậy. Vậy mình đi Dung Hòa, để cho anh ấy ở lại một mình đi. Chắc là anh ấy không muốn ai chứng kiến nỗi đau của anh ấy đâu. <laughs> Chào anh. Đi em <laughs> Đi Anh buông ra Anh làm gì vậy Tôi không hiểu anh nói gì hết Sao hôm nay Dung Hòa không thông minh chút nào vậy Cảm ơn tôi đi Chẳng phải tôi vừa giải thoát cho cô Khỏi một tên đeo bám thật là ngoạn mục sao <laughs> Công nhận Anh lành trí thiệt đó Có là thánh tôi cũng không nhận ra điều này <cười> <cười> Nhưng mà từ nay Dung Hòa là người yêu của tôi rồi đó Ráng mà hoàn thành tốt vai trò của mình đi Thôi đi Làm người yêu của anh Đâu có dễ đâu <laughs> Tôi xin trả dài đó Tôi thấy Dung Hòa quá đủ tiêu chuẩn đó chứ Nói thiệt nha Bé ngần nga mà có người mẹ như Dung Hòa chắc nó sẽ nhảy lên vì mừng <laughs> chỉ có một mình ngân nga thích thôi sao thôi mình đi người yêu <cười> <cười> chị <cười> <cười> nhưng mà từ nay dung hòa là người yêu của tôi rồi đó ráng mà hoàn thành tốt vai trò của mình đi chỉ có ngờ nga là gần mình thôi sao Alo, chị nghe nè em Chị ơi, chị, chị tới đây đi Em có chuyện cần chị giúp Ờ, em đang ở đâu? Hả? Ờ Rồi rồi, chị tới liền <laughs> Sao lại như vậy chứ Sao em ở đây vậy? Có chuyện gì hả? Chị, có gì đâu mà chị bực mình dữ vậy? anh danh á anh muốn nói chuyện với chị mà chị tránh mặt hoài à Anh muốn gặp chị để giảng quà thôi cho nên em mới giúp <laughs> giúp cái gì thật ra giữa chị và anh ta không còn gì để nói với nhau nữa hết dung quà bây giờ về nhà đi về nhà rồi nói chuyện quà làm chỉ có ý tốt với chúng ta thôi không sao đâu cậu và anh rất là hiểu nhau dung quà nè anh nghĩ mình nên quay lại nơi có kỷ niệm chung của hai đứa mình. Em nghĩ thế nào? Anh sợ với anh. Tôi nghĩ là anh đã hiểu rõ hết tất cả mọi chuyện rồi. Anh còn muốn nói gì với tôi nữa chứ? Sao lại lôi em giao tôi vào mối quan hệ của chúng ta? Đâu có gì đâu em. Thật ra anh chỉ muốn em tới một mình thôi. Anh hy vọng với không khí riêng tư ở đây sẽ giúp cho em bình tĩnh nhìn lại mối quan hệ của chúng mình. À. Anh cũng không màng em đang quan hệ với ai. Thật sự trong lòng của anh Anh chỉ muốn giành lại em thôi Anh Chị à... Anh sợ danh là người rất tốt Anh muốn quay lại với chị Cho nên em muốn Trời đất ơi Lan ơi Em bị cái gì vậy hả Chị có quan hệ gì với anh ta đâu mà quay lại Em đừng có để anh ta lợi dụng Thôi mà Em cũng đừng có càng tình càng nghĩ với anh quá Hay là Em ngại em dâu của em hả ừ. uhm, Lan à Nhiệm vụ của em đã xong rồi Cảm ơn em Em về trước đi Anh muốn nói chuyện riêng với chị của em Dạ vậy em về nha Lan Không có đi đâu hết trơn á Chị với anh ta Không còn gì để nói với nhau nữa hết Thôi Hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi Em về trước nha Ơ à. Lan Tôi và anh á Không còn chuyện gì để nói riêng với nhau nữa hết Anh đừng có cố tình bày ra Làm cái chuyện bực mình như vậy Em dâu tôi không biết gì về anh Cho nên mới nghe lời anh còn tôi á, tôi quá hiểu anh rồi. Chuyện chung hay chuyện riêng gì không có quan trọng. Em đó nghe. Đúng là thích bắt bẻ câu từ. Chỉ đơn giản là anh cũng thích Lan ở đây. Ngồi nghe chuyện của anh về em. Tôi và anh á, không còn chuyện gì để nói ngoài những chuyện bực mình. Mà thôi được rồi, anh muốn nói đúng không? Nói đi tôi nghe, nói nhanh đi tôi còn về nữa. Em nóng quá hả? Để anh vô lấy ly nước cho em nha. Khỏi đi. Uống nước đi, cho nó hạ quả. sao em thấy nó ngon ngon <laughs> em sao vậy hả <laughs> anh yeah. sao đây anh đẹp quá vậy うん。 Ủa Điện thoại mình đâu rồi ta Để quên ở nhà ông Danh hả Phải quay lại lấy nữa mất công ghê Anh Danh ơi, Chị Hai ơi! Anh danh ơi! Ủa? Sao không ai mở cửa vậy ta? Không lẽ chị Hai mình về rồi? Liệu cái gì xảy ra không đây? Anh là đồ khốn nạn mà! À, trời! cái! Giống của tao hả? Mấy, à, à, mày! À, à, mày! của à, à, tao hả? À, à, giống của tao hả? À, anh sợ danh Mở cửa ra! Mở cửa ra! Anh danh. À, trời! Làm gì đập cửa rầm rầm vậy Tôi để quên đồ Mà chị hai tôi đâu rồi à, Cô về rồi Anh đừng có nói xạo nha Xạo cái gì à, nà, cô, Chị cô, hai ơi nà, nà. À, nà, Chị cô, hai nà, nà. Chị hai sao vậy chị <laughs> hai Chị khó chịu quá Nè Anh cho chị tôi uống cái gì đúng không Nè nà, Cô đừng có tưởng tượng tập bậy tập bạ nghe Cô đang ngồi nói chuyện với tôi Xong rồi cô nói cô bị trúng gió Rồi tôi mới nói là Định đưa cô vô bệnh viện cấp cứu mà đụng vô người của cổ một cái là cổ, cổ đẩy ra Rồi bây giờ hỏi muốn gì là sao Chị muốn về nhà Dạ Đi đây, đi đây Làm gì hả Anh bỏ cái gì trong cái ly này đúng không Anh tính dở trò với chị tôi phải không Anh mà làm bậy Chúng tôi sẽ tố cáo anh đó Cô gọi điện cho chị cô chứ không phải là tôi nha Bây giờ vô quan giá quả cho tôi là sao Tôi đúng là bị anh lừa rồi mà Cô mượn tiền của tôi Bây giờ muốn quạch tiền của tôi dở ba cái trò này ra Muốn quật tiền của tôi hả Anh đúng là Người cũng nói gì mà Trong vòng một tuần mà cô không trả hết tiền cho tôi á Là cả nhà của cô á Không yên với tôi đâu Cái gì Chị hai mình đi về chị hai Bị cái xem chút xíu nữa thành công rồi và đám không chút xíu nữa thì làm hại chị rồi em xin lỗi chị nha không sao mọi chuyện ổn hết rồi cũng may là em quay lại kịp nhưng mà tại sao em lại nghe lời hắn để dụ chị tới đó vậy? Hắn tới đây nhiều lần lắm rồi. Hay mua qua lắm. Rồi còn nói chuyện với mẹ. Hắn nói là chị chỉ giận hắn thôi. Chứ đang còn yêu hắn. Rồi hắn giúp em. Mà còn làm bộ nói với em. Đừng có nói với chị về cái chuyện hắn giúp em. Cho nên em tin hắn thật lòng yêu chị. Và muốn giúp em. Chị không yêu sở danh. Chị lầm tưởng hắn là người đàng hoàng mới dạy dột tới nhà hắn. Sau khi hắn dở trò đồi bại với chị, chị không liên lạc với hắn nữa. Nhưng mà hắn giúp em chuyện gì mà hắn kêu là em đừng nói với chị. Chị, chị phải hứa là không nói với mẹ và anh hậu nha. Nếu không thì em... <laughs> chị hứa, em nói đi. Em bị người ta lừa tiền. Lúc mà anh hậu đưa tiền công ty cho em, Xong rồi nói em Là đi gửi ngân hàng Nhưng mà vì em ham lời nhiều Em đưa cho người ta mượn Sợ gì em tin bạch Thủy Tại vì bà có thấy chấp giấy tờ nhà cho em Nhưng ai ngờ đâu Giấy tờ sổ đỏ đó là giả chị à Khi mà em tới cái nhà đó Để tìm lại bả Thì người ta nói là Bà trả nhà đi rồi Đây là nhà thuê Nhưng mà những chuyện đó Có liên quan gì tới sở với anh khi mà em biết mình bị lừa em lo lắng lắm ăn không ngon ngủ không yên nhưng cũng biết sao hắn biết và hứa đưa cho em mượn tiền để về đưa lại cho anh hậu bao nhiêu chị một trăm triệu một triệu hả nhiều dữ vậy sao em cũng tính là mượn bạn bè hoặc là nhờ ba mẹ em giúp nhưng mà hắn đã đưa cho em rồi còn nói là từ từ trả cũng được chị bây giờ em phải làm sao đây lúc ở nhà hắn đưa chị về em tức quá em chửi hắn hắn nói là em phải trả tiền ngay cho hắn nếu không á thì không để cho gia đình mình yên đâu em thấy chưa khi mà hắn không lợi dụng được chị em mình nữa là hắn lòi bộ mặt thật ra liền à. Thôi được rồi. Để chị... Sẽ tìm cách trả tiền cho hắn cho. Em đừng liên lạc với hắn nữa. Đừng có để hắn lợi dụng thêm. Nhưng mà... Số tiền đó cũng nhiều. Chị lấy ở đâu ra? Em biết là hôm vừa rồi. Mẹ bệnh. Chị cũng đã chi trả ra quá nhiều rồi. Em biết hai vợ chồng em không có giúp gì cho chị được không sao chị sẽ tìm cách em về phòng đi chị mệt quá em xin lỗi chị nha em Để con Dạ Ngân nghe à Ở đây con ăn thấy ngon không Dạ ngon khẩu tiếu ở đây ngon lắm Nhờ cô năng nỉ Nơi con mới được ba Phong dắt đi ăn ngon như vậy <laughs> Nếu như vậy Để cô nói với ba Phong Dẫn con đi ăn nhiều hơn và ngon hơn Con chịu không Dạ đúng rồi đó cô Ở nhà hai con chán lắm Anh đó phải đưa bé đi ra ngoài ăn nhiều hơn đi ăn đi chơi nữa chứ bắt ở nhà với người giúp việc hoài tội nghiệp bé công việc quanh anh bận túi bụi công ty mới nhân viên chưa đủ mà hợp đồng đến tới tấp làm không xuể anh giỏi thiệt mới mở công ty mà công việc thuận lợi quá trời anh phải tuyển thêm người đi nha em muốn giúp anh quá nhưng mà chưa nghĩ ra cách nào anh thấy em cũng việc quá trời làm bên marketing cũng nhiều việc lắm phải không anh không dám làm phiền em <laughs> em làm được hết á, vì anh và vì bé Ngân nga em có thể làm nhiều hơn nữa. em độc thân, không bận biểu con cái gia đình, thời gian rảnh cũng không biết làm gì. Sao không kiếm chàng nào đi chơi? Cỡ như em, đàn ông xếp hàng. <laughs> Hơi đâu mà đi theo chiều con bé mệt đó nha. <laughs> Người mình thích á, thì chưa thích mình. Em chỉ lo em thích người ta Chứ ai kia thích em Thì phải coi lại Bây giờ em chỉ muốn làm việc thôi Ờ, à, vậy công việc bên công ty em tốt chứ <laughs> Em thích làm sự kiện hơn là làm ở tòa soạn Không có năng động bằng Ba, cho con mượn điện thoại đi Con mượn điện thoại anh chi? Con gọi cho cô Dung Hòa Mai con được nghỉ học mà Con muốn rủ cô Dung Hòa tới nhà chơi Kể chuyện cổ tích với con nhưng mà biết cô dung Hòa có rảnh không mà tới chơi với con dạ có mà ừ? cô nói với con chủ nhật cô thường rảnh nếu con cần thì cứ gọi điện cho cô à vậy là hai cô cháu đã hợp đồng với nhau rồi đúng không nè Để đi đi ừ? Để đi mặc áo màu xanh nha. Con thích áo đó lắm. Có con, con gái rất rối ghê chưa? Mới mấy tuổi đầu mà bắt ba phải mặc đồ theo ý của nó rồi. Chứ sao? Ba của con á, lúc nào cũng phải mặc đẹp. Mai mốt con sẽ chọn đồ cho ba mặc đẹp ơi là đẹp luôn. Nhất là khi đi chơi với con đó. Cái này đúng không? Đúng rồi. <laughs> ba, cô Dung Hòa tới đó. Bố <laughs> 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 ừ. <laughs> bày dễ thương quá vậy ta. Ai mua cho con vậy? Dạ à, Ủa, Dung bạn mới tới hả? Chào anh. Tôi tưởng anh đang ngoài từ sớm rồi chứ. À, dạ. Ba con thấy đồ đẹp đó. Ừ? À, không, tôi đang dọn dẹp đồ đạc chút xíu. Chung bà ngoài, ngoài chơi nha. Dạ. Đâu có. Ba con thay đồ đẹp để đón cô Dung quà đó coi chọn đồ đẹp cho ba mặc để đón cô dung quà đó <laughs> dung quà thấy con gái tôi chưa bữa nay nha tự tay nó chọn đồ nó bắt tôi phải mặc đồ nào đồ nào để mà đón dung quà đó đã vậy bây giờ còn chọc quê tôi nữa chứ <laughs> à, dung quà ngồi chơi chút nhỉ dạ alo nghe nè ông đang ở đâu đó ờ đang ở nhà tin gọi bài điện rủ ông đi đó. uống cà phê đang ở đâu vậy Tôi vừa mới hiệu sách về, có mua cho Dung Hòa mấy cuốn sách Mà mấy hôm trước cô ấy tìm chưa có Vậy hả? Hơ, công nhận ông với cổ thần giao cách cảm thiệt đó Cô đang ngồi đây nè Ủa? Dung Hòa cũng có ở đó nữa hả? Ừ Là bạn, là khách của con gái tôi Sao? Mới nói là mua sách cho Dung Hòa phải không? Vậy cầm tới đây đưa tận tay luôn đi Có gì pha cà phê ở nhà uống luôn Tôi pha cũng ngon lắm đó Ừ, được rồi ông nói với cổ là chút nữa tôi ghé nha ok <laughs> cô ơi cô vô phòng chơi với con đi à. mình đi tôi vô phòng nha nhanh đi cô <laughs> cô thấy con tô có đẹp không Ngày nào cô cũng chăm tô hết đó <laughs> Wow Đẹp quá ta ơi Bé ngân nga của cô giỏi quá Nè con mẹ của con nè Hình của ai vậy con Hình mẹ con đó con nhưng cô đừng nhắc, mẹ, trước mặt ba con nha, ba con sẽ buồn lắm đó. Ừm, bây giờ mẹ con ở đâu? Ba nói mẹ đi xa rồi, nhưng mà ba nói con nghe mẹ mới chịu về. <laughs> Hay quá Nàng vừa tới là chàng gọi điện thoại liền Tôi nói thần giao cách cảm có sai đâu Ủa, cô ấy đâu rồi Đang chơi với bé Ngân Nga ở trọng phải không ừ. Ông đã tìm được cô bảo mẫu cao cấp rồi đó nha Bảo mẫu gì Cô là bạn con gái tôi đó Nó bậy nó bà cô nghe cô giận bây giờ <cười> <cười> Hả? Gì vậy mấy anh Tôi gặp cô Dung Hòa Cái gì? <laughs> anh đi đâu vậy hả Đánh ra à, lại Đi đâu vậy hả Mày làm gì vậy? Mày là ai? Sao lại kiếm Dung quà ở đây? Chắc anh là Sơn Phong Người yêu của cô ta đúng không? Người yêu nào? Anh đừng có ăn nói vậy bạ Mà mấy anh kiếm khổ có việc gì? Tôi được ủy quyền đến đây đòi nợ Ngân nghe, đi vô phòng đi con, nhanh lên Ờ, nợ nần gì? Mấy anh có nhầm lẫn gì không? Mời mấy anh về cho Cô nợ người ta cả trăm triệu, bây giờ không chịu trả hả? Người ta chỉ nói một tuần thôi mà Bây giờ cũng à, muốn tao Nè nè nè. À, nè nè Anh bình tĩnh đi Mà anh vừa vừa phải phải thôi chứ Có gì từ từ nói chuyện Chưa về đã xong vào nhà người ta Động tay động chân là sao Tôi bảo công an đó Anh lại dạ tình Có liên quan gì không Mà nhúng tay vào dạ Tôi được ủy quyền đến đây Đòi nợ Nè Đây là nhà của tôi Tôi không có nợ nợ gì ai hết Ờ à, Tôi, tôi hiểu làm rồi can. Anh Sơn Phong tôi xin lỗi nha Đây là chuyện riêng của tôi Không có liên quan gì đến mấy người này hết Mời mấy anh ra ngoài nói chuyện với tôi Không có đi đâu hết Có chuyện gì thì nói ở đây Chủ của tôi nói Chủ nhà này là phải trả nợ Chuyện này là sao vậy em Không có nhầm lẫn gì không Không có nhầm lẫn gì hết Tụi tao có chứng cứ đàng hoàng đó Nợ nợ gì Tôi sẽ trả số tiền này Mấy làm gì kia vậy ờ anh ơi không có được đâu anh em đừng có lo cứ để anh giải quyết cho không có được đâu đây là chuyện riêng của em mà sao có trả nợ hay không tụi tao đến đòi nợ chứ không phải xem tụi bay hát tôi mấy anh bình tĩnh đi tôi muốn nói chuyện riêng với mấy anh dung à anh đi cùng em nha Ủa Sao kia mà con chưa ngủ Con còn mấy việc nữa Rồi con mới ngủ Mấy bữa nay bà thấy đêm nào con cũng thức khuya hết Có gì mai làm tiếp con Con chưa xong việc ba ơi Chuyện gì Bộ gấp lắm sao con ừ. Dạ Việc á thì không gấp Nhưng mà nhóm con nhận cả tuần lễ nay rồi Mà con không nghĩ ra được Ý tưởng gì mới cho dự án này Dài bữa nữa là phải trình bày cho ban giám đốc rồi. Con lo quá à. Nếu bí thì bỏ đi làm việc khác rồi quay lại. Đầu óc sẽ mới mẻ hơn. Con quay đi quay lại cả mấy chục lần trong tuần này rồi. Mà vẫn chưa có ra ba. Lúc này á giá mà con đi đâu xa vài ngày á thì tốt biết mấy. Nhưng mà không có thời gian. Cứ đi vài bữa đi cũng được. Con không lo giữ gìn sức khỏe rồi sau này ân hận đó nha <laughs> Còn mỗi chuyện này á là ba với mẹ chung ý với nhau Là chung ý lo con thuốc khuya <laughs> ừ. Mẹ thì lo cho con xấu da nè Còn ba thì lo cho con về sức khỏe Mẹ lo cho con là đúng đó Dạ Con gái con lứa là phải chăm sóc cái vẻ bề ngoài <laughs> Chuyện này á ba thấy con lơ là quá Trời ơi ba ơi con còn thời gian đâu nữa mà lo cho da với tóc nữa. Con vừa mới bị thua một hợp đồng với bên đối thủ cạnh tranh xong. Tức quá! Lần này mà thua nữa, chắc con nhảy lầu luôn. Con đừng có dạy ăn nói linh tinh. Con thua cái công ty chuồn chuồn đó phải không? Bà nói rồi, giám đốc bên đó sáng tạo lắm. Cậu ấy mới đi tu nghiệp ở nước ngoài về. Người ta là đàn ông đi học ở nước ngoài, Sao con cạnh tranh với họ đi làm gì Đàn ông thì sao hả ba Còn ghét nhất là cái tư tưởng á, Cứ nói với đàn bà là chịu lép vế đi Rồi chịu nhường nhịn đi Là sẽ được Con Con nghĩ là làm việc á Thì bằng cái đầu nè Chứ không phải là bằng Con nhất quyết không chịu thua đàn ông đâu Và cả đời con sẽ chứng minh được điều đó Hừ, Con nói như vậy mẹ nghe được là bả kêu trời đó con gái phải lo sự nghiệp gia đình chồng con còn chuyện công danh sự nghiệp là để cho đàn ông trời ơi ba ơi con thấy á lấy chồng á là coi như là hết luôn á chỉ còn lo cho việc nhà cửa nè cơm nước nè chợ búa nè còn sự nghiệp gì nữa đâu con muốn sống vậy đâu con không nhìn thấy sự nghiệp không thấy được hạnh phúc trong cái cuộc sống như vậy á thì sao ba ép con vào được hạnh phúc của con á để chiến thắng trong công việc giống như ba vậy đó ai kêu ba mẹ đẻ con ra mà để cho ba mụ nắng nhầm <laughs> con chỉ muốn sự nghiệp của con thôi giống ba gì mà giống ba có gia đình đàng hoàng rồi mới lo sự nghiệp <laughs> vậy để con lấy vợ luôn cho giống ba ha <laughs> Chị, em về em nha Em về trước nha chị <laughs> Chào mấy em Chị chưa về nữa hả? Sao ngày nào em cũng thấy chị đi về trễ hết vậy? Tụi em có chồng con rồi thì về trước đi Chị ở một mình á làm thêm chút không có sao Dạ, thôi thì em về trước nha ừ. Chị cũng tranh thủ về sớm sớm nha chị <laughs> Bye bye em Bye chị Uh, alo Em à Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh chưa uh, Lời đề nghị nào vậy anh Ờ uh, Thì anh sẽ giúp em trả nợ cho Lan đó Anh không muốn em dây dưa với tên sở danh đó nữa Anh muốn giúp Lan Hay là anh không muốn em dây dưa với tên sở danh đó Cả hai Anh không yên tâm Khi thấy cái tên sở danh đó cứ phá em hoài với là em đừng có ngại Anh sẽ cùng lo với em Anh không thể nào để em lo một mình đâu khi nào em và lan say sở được á thì đưa anh sau anh đừng có làm như vậy mà em đã nói với anh là em sẽ có cách em không muốn chuyện món nợ từ người này sang người khác em thật là chẳng lẽ em đã so sánh anh với tên sở danh đó hả em làm anh buồn đó thôi ừ. anh cúp máy đây à, alo alo à. anh trần tình em xin lỗi anh nha nhưng mà em không thể thấy anh đối xử tốt và thương em như vậy mà em lợi dụng anh được tình cảm của em và anh vẫn chưa xác định được mà tình yêu mình đã buồn vì nó quá nhiều rồi Con đi nha mẹ Con tự đi xe hả? Dạ, cũng không xa lắm Mẹ yên tâm đi Con đi cẩn thận nha con Dạ, con biết rồi Con cảm ơn mẹ Cô, ừ? cô tự nhiên hôm nay ba con không có ra tiệm đâu cô khỏi chờ nữa chi mất công lắm sao lại không ba con đã hẹn với cô rồi mà cái này con tâm sự thiệt nha hồi lúc mà má con mất á cái ba con đã lập một lời thề là sẽ không bao giờ đi bước nữa mà sẽ ở vậy nuôi con là nuôi con á con xin phép gọi cô là cô tự nhiên vì con rất là quý cô con nghĩ là cô tự nhiên nên bỏ cuộc đi trời đất Sao con có thể nói với cô như vậy được? Con xin lỗi cô, nhưng mà con không có biết nói chuyện văn vẻ như ba con. Nhưng mà những lời con nói á là những lời sự thật không á. Với lại cô nghĩ thử coi. Một khi mà cô đã lấy ba con rồi á là cô phải về sống chung với con mà tánh con thật khó sống lắm. Hở cái là con đùng 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 làm sao mà sống được, phải không? Con báo trước với cô để cô chuẩn bị thôi à. Ai à, không được, không được, không được rồi không ngờ những lời anh văn hóa anh nói á, về con á, là sai sự thật hoàn toàn hết anh văn hóa anh nói về con là con rất là dễ thương con rất ừ. là chân tình con rất là thật lòng trời à. ơi cô ơi thì những lời nãy giờ con nói với cô á, là những lời chân tình những lời thật lòng không đó cô à bỏ cuộc đi cô nhé ờ vậy thôi cô đi đây nhưng mà con á, nhắn với ba con á, là có cô đến ha Dạ cô nhớ đi nha rồi nói với ba con một câu như vậy mọi chuyện kết thúc ở đây dạ yeah, con cảm ơn cô dạ <laughs> con chúc cô đi đường may mắn ừ. và sẽ sớm gặp được người như ý yeah, ừ. à, dạ cô đi nha dạ cô thúy tới sớm quá <laughs> anh trễ rồi ừ, tôi đúng giờ lắm đó. những lời nói của anh bây giờ là trễ rồi không mới nói về câu sao trễ tôi không hiểu anh B... muốn hiểu thì anh vô hỏi cô văn chương Cô cái cưng của anh đó là anh sẽ biết liền à bây giờ tôi tuyên bố tôi và anh chấm dứt ở đây Ừ, ừ, sao sao kỳ gì ờ ờ cô thúy sao kỳ dạ chưa dạ con nói gì với cô thúy mà cô nói chấm dứt từ đây là sao con không có nói cái gì bậy với cô tự nhiên hết đó ba con con chỉ nói thật thôi à nói thật chuyện gì Dạ, thì thật lòng con á, con giúp ba giữ vững lời thề với mẹ Cái gì mà có lời thề ở đây? Thì hồi xưa á, lúc mà mẹ mất á, cái bà thề là bà sống vậy ba nuôi con ba nhớ không? Không bao giờ bà đi bước nữa hết á Con nói cái câu đó là con nghĩ ba với cô Thúy có tình ý gì với nhau đúng không? Dạ đúng rồi Trời ơi, con sao con nghĩ sai lệch giữa ba với cổ vậy? Ba với cổ hoàn toàn hai người này là không có tình ý gì Ba nói thật lòng với con là ba luôn giữ lời thề với má của con Ôi. Nhưng mà chuyện là như vậy nè Ba với cô Thúy á, là bạn với nhau từ nhỏ Ngày xưa hai gia đình nói với nhau á Nếu mà tôi đẻ con trai á thấy không Là tôi với cô xui gia Nếu cô đẻ con gái Còn hoặc là ngược lại dạ. Thì cổ đẻ con trai Con á, là con gái của ba dạ. Thì hai bên bây giờ gặp lại Nói là thôi bây giờ giữ lời thề xưa đi Cho tụi nó đến với nhau Cổ nói con trai của cổ vẫn chưa có vợ <laughs> Mà con con gái ba vẫn chưa có chồng định cho hai đứa tìm hiểu đến với nhau mà bay Bây nói sao bây giờ cô nói kết thúc từ đây là sao tao cũng không hiểu nữa bây giờ ba ủa vậy, vậy vậy là cô tự nhiên có con trai đòi gả cho con Thôi, hả Ừ con trai của cụ rất là đẹp trai vậy là duyên số của con cô tự nhiên cô tự Thời nhiên ừ. à. đúng là dở ẹt mà À, cô à, làm ơn chuyện máy cho tôi gặp cô Dung Hòa. Dạ, chị Dung Hòa hôm nay nghỉ phép rồi anh. Nếu mà anh muốn gặp chị á, thì anh gọi di động cho chị. Hoặc là ngày mai anh gọi lại nha. À, được rồi, cảm ơn. Tôi sẽ gọi lại sau. Dạ. Công ty thì nghỉ phép, điện thoại thì khóa máy. Không biết có chuyện gì không nữa. Cô nợ người ta cả trăm triệu Bây giờ không chịu trả hả Người ta chỉ nói một tuần thôi mà Bây giờ cũng để, muốn sao Nè 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 Ờ vô đi Ờ à, Ông à May quá Tôi gọi cho Dung và hoài không được Đang định gọi cho ông hỏi coi là Chuyện tiền bạc của cổ sao rồi Hôm qua ông nói vắng tắt quá Rồi à, Cuối cùng cậu có chịu để cho ông giúp không? cổ <laughs> không chịu Cứ nói là Là để cô tự giải quyết ừ. Cũng đúng thôi Người tự trọng như Trung Hòa Không bao giờ chịu mang tiếng nhờ giả đàn ông đâu Tôi có cách này Tôi đã từng thuyết phục cổ Làm kế hoạch ý tưởng biên kịch phim cho công ty tôi Nhưng mà cổ từ chối hay là những cơ hội này có thể là cô sẽ cần việc làm để mà kiếm tiền ông tính thừa nước đục thả câu hả trời đất tôi tìm cách giúp ông giúp nàng của ông ông còn nói kiểu đó hả tôi không có biết nhưng mà tôi thấy cái vụ này á người được lợi nhất là ông không à <laughs> nè nè nghe cho kỹ nè nếu làm vậy á thứ nhất dùng quà có điều kiện để trả nợ cho em giao một cách đường hoàng bằng công việc thứ hai ông giúp được nàng trong cơn hoạn nạn mà không cần phải ra mặt còn muốn gì nữa ừ cũng hay vậy uh, ông thử nói chuyện với cổ coi xem sao alo anh trần tình hả có chuyện gì không anh Ờ, anh định hỏi về chuyện của Dung Hòa thôi Sơn Phong gọi cho cổ hoài mà không có được Bây giờ anh hỏi thử em coi xem sao nè Dung Hòa tắt máy rồi hả anh Ừ Sơn Phong đang điên đầu lên đây Vì không có liên lạc được chứ cô ấy Gọi đến tòa soạn á Thì người ở tòa soạn nói là cô ấy đã xin nghỉ phép rồi Anh cũng lo cho cô ấy lắm luôn đó Anh và anh Sơn Phong đừng cố gắng liên lạc với cô ấy nữa Không ai tìm được Dung Hòa đâu Là sao